là ai là người giàu nhất Pháp TV? Ai là người... Mà chị trước đi. Quên thoại nhiều nhất. Và cũng rất lâu rồi thì bạn mới thấy là một cái bộ phim chỉ công chiếu trên YouTube hơn một tiếng mà đạt được cái lượt view cao đến như vậy, đặc biệt là ở Việt Nam của mình. Vậy thì bây giờ mình tiếp đến một cái trò chơi tiếp theo, một trò chơi nho nhỏ ở cuối chương trình ngày hôm nay để tìm ra được một người thua trong cái trò chơi này để có một hình phạt nho nhỏ. Và trò chơi này đơn giản thôi, không có chuẩn bị gì hết. Mình sẽ tìm ra một cái nhân vật mà theo một câu hỏi gợi ý ở đây, lưu ý chúng ta chỉ cần chỉ tay nha. Ví dụ như ai ăn nhiều nhất, tất cả những thành viên sẽ chỉ cái người mình nghĩ là ăn nhiều nhất. Đó, như vậy thôi ha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu được chưa nhỉ? Bắt đầu. Rồi. Bắt đầu ha. Rồi, ok. Nó không đơn giản về cái việc là chúng ta ăn hay ngủ gì đâu. Mà câu hỏi đầu tiên đó là ai là người giàu nhất Pháp TV? Xin mời Vinh cho biết lý do vì sao bạn lại chỉ review cho chị. Thật sự là chỉ tính đến tìm thời điểm này thôi chứ chưa tính đến đường lâu dài. Tại vì phụ nữ được hơn một cái đàn ông ở trong cái lĩnh vực nghệ thuật là cái sắc đẹp của họ sẽ được ưu ái và ưu tiên hơn, nên chóp những cái chóp này thì Ruby được 7 chung... tháng hơn của mình có 300-400 triệu mà cứ kể hoài. Đâu ra vậy? Nói chung bớt là, đi. Nói chung là cái nguồn quản kiếm tiền về mặt hình ảnh thì Ruby nhiều hơn ba đứa tụi em, tại vì ba đứa tụi em chủ yếu là mang tiếng cười. Không, nếu mà lương của ba thằng cộng lại thì có thể gần bằng Ruby được. Chắc chắn điều đó. Chắc chắn điều đó. Đúng rồi. Các ba một người. Không giàu đâu anh ơi. Mình tính trung bình thôi chứ có những tháng cao điểm là nó khác. Không, những job lớn thì sao là tính được. Job lớn là phải mua được cục gần nửa cái nhà rồi. Chứ đâu có tính hàng tháng được. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Chắc cái này cũng dễ nè. Ai là người đắt show nhất? Sao lại là em? Rồi, cái này chắc mình không cần giải thích ha. Hồi nãy rồi, okay, nó okay, sáng tỏ quá rõ ràng. Ai là người... Mà chị trước đi. Quên thoại nhiều nhất. Ê, không hề. Đó. Nè, lâu lâu nói chung là cái này thì cái này là không hề. Cái này là nhưng mà nếu mà tại vì có một cái thế mạnh là ba những bạn con trai là làm kịch bản luôn. Đúng rồi. Thì cái khả năng là nếu mà có quên thì cũng nắm được đường dây, bởi vì rất hiếm khi nào cái mà thế mạnh nữa là quên. Mấy này mình còn đẻ ra thêm đó, lấy gì qua nội cũ. Cái phần mấy thì đó. Khả năng ứng biến á, phần nó dễ. Còn thật sự nếu như mà quên thoại nhiều nhất trong nhóm thì cũng không phải là Ruby, nhưng mà nhiều nhất trong đám này thì đúng rồi Ruby. Đúng rồi. Thì ví dụ như là không bên là đây là quên hai Ruby quên hai lần thì bạn quên một lần. Rồi ở đây là nhiều nhất. Rồi bây giờ nói chung là tổng kết lại bốn năm người biểu quyết nè. 2 3. Rồi Ruby xin mình đi phân trần, bạn có 1 phút để phân trần về điều này. Trời ơi, nếu mà quên chắc em á, chắc mọi người không quen rồi. Không, nhưng mà nếu mà tính không tính viện được. Chỉ riêng là chỉ 3 người thôi. Đúng rồi. Tại vì cơ bản là thành viên, nếu mà tính về diễn viên hiện tại ở đây thì chỉ có 3 tụi em. Thì tại vì là Vinh với Phương thì cũng làm kịch bản. Còn với lại đa số là diễn hài nữa, cho nên là các bạn nắm đường dây và các bạn đã phăng thoại về hài được. Còn em là chủ yếu là diễn về mảng chính kịch, cho nên là cái chuyện quên thoại thì rất là ít thôi chứ không phải nhiều. Tại vì là trước khi vào quay thì em đã đọc thoại rất là kỹ rồi và cũng đã nghiên cứu kịch bản trước ở nhà đầy đủ rồi. Cho nên là ví dụ như quên thì cũng chỉ là chút nào đó thôi chứ đúng không rồi, phải là thì đó. Đúng tại rồi, vì anh chọn cái khuôn nó khép kín quá, zoom ra nguyên một pháp là còn nhiều lắm. Rồi em mang tiền chết luôn. Rồi tính nhiều nhất trong ba đứa thôi. Ở đây thì ba nhân vật chính của Pháp TV ngày hôm nay thì cũng là Ruby quên, là quên tại vì là mình không làm kịch bản nhiều, nên là khi mà lời thoại ứng biến thì cũng không nhanh. Không, bằng không, cái đó hơi sai. Không làm kịch bản luôn chứ không phải không làm quá nhiều. Nói về cho chính xác. Rồi xin đính chính lại là không có làm kịch bản luôn. Nên là hay quên thoại nhiều nhất ở đây. Tính không phải hay quên thoại, thực ra là không quên thoại luôn. Người ta đã tính ở đây rồi mà cứ nói tới nói lui hoài. Rồi bây giờ nè, chữa trái cho Ruby vào một câu tiếp theo. Đúng rồi. Ai là người hay làm bể cảnh nhất? Tự luôn, tự chỉ luôn. Tự kỷ niệm đi, một kỷ niệm đi anh Long. Sao nhớ hết, cái nào cũng bể vô. Nó nhiều lắm anh. Cái nào bể lớn nhất á? Có cái dịp nào mà anh nghĩ nó bể lớn không? Không, em... Nó đều, cũng sống tàn tàn như thế. Hằng ngày, bể hằng ngày. Cái gì sống tàn tàn thì em cũng thích nghi quen hết trơn rồi.
Dạ. Riêng trong cái bộ phim này đi, riêng trong cái bộ phim Những Kẻ Hết Thời đi. Phim này không có. Cái cảnh nào mà anh Long cũng có xuất hiện, nhưng mà cái lần xuất hiện nó có bể không? Không. Không, tại vì sau này anh Long bể nhiều quá nên qua bên một cái mảng khác làm đỡ bể hơn. Còn trước đây ví dụ mà dạng như về bối cảnh đồ kia á. À, có cái vui nè. Có nhiều cái là quay ở nhà anh Long, quay mà anh Long, Long đi chỗ đem chìa khóa, không có chìa khóa vô nhà. Phải mướn thợ về bẻ chìa khóa nhà anh Long, bẻ ổ khóa nhà anh Long. Mấy cái nhà của anh. Mà bẻ nhiều lắm, biết mà thợ vô kêu bẻ khóa là biết tự vô đọc vô nhà anh Long luôn, bẻ luôn. Chứ không quen hết trơn. Qua đi ra là gặp anh thợ sửa khóa là à bẻ cái khóa nhà nó không? Rồi rồi tôi vô. Nhảy luôn á. Và bây giờ nè, cái câu này là cái câu mà có lợi nhất cho rất nhiều những thành viên của Pháp TV trong buổi tối ngày hôm nay. Câu hỏi ngoài lề cũng giống như trò vừa rồi nha. Ai sẽ là người bao ăn buổi tối ngày hôm nay? Hôm nay thì đâu đủ đi ăn chung đâu. 5, 4, 3, 2, 1. Thầy. Rồi bây giờ cho biểu quyết lại một lần nữa nha. 3, 2, 1. Xin mời. Rồi. Rồi, cuối cùng được chọn trong buổi tối ngày hôm nay đó là anh Long. Rồi coi như là mình qua cái trò vừa rồi ha, và cũng như là cũng một vài người tham gia cái trò chơi này cũng được lợi ở câu hỏi cuối cùng này.